Trăm năm trước ta chưa gặp nhau. Cảm ơn quý khán thính giả vẫn theo dõi chương trình Tình ca người lưu xứ phát hình trên băng tần 57.3 của VNA TV từ miền Nam California. Trở lại câu chuyện hạnh phúc. Dạ vâng, nói tới hạnh phúc á, thì em lại chợt nghĩ đến là có những cái cặp vợ chồng mà mình quen biết đó chị. Lúc nào mình gặp người ta mình cũng thấy trời ơi, mình cứ nghĩ một sao mà hai người này hạnh phúc quá. Nghĩa là lúc nào họ cũng lovey dovey á chị, nghĩa là họ lúc nào cũng vui, cũng hạnh phúc, mà mình nhìn mình cứ ước mong là mình được ở trong cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà rồi tự nhiên có một ngày nào đó tụi em nhận được một cái message, một cái email hoặc là một cái posting nói là hai người chia tay. Chia tay trong một cái sự gọi là rất là, nghĩa là hai người đều muốn chia tay chứ không phải là có một cái sự khó khăn ở trong đó. Thì tụi em giật mình, không biết là cái này là cái chốt, cái này là một cái điều giỡn của hai người này bỏ lên hay là cái chuyện nó có thật. Thì những cái đó thì chị nghĩ sao? Nghĩa là có lẽ khi họ hạnh phúc quá họ muốn đi tìm cái đau khổ để cho nó vui. đổi gió. Nhiều khi mà trong cuộc đời mình cứ bình lặng hoài như vậy, nhưng mà thật sự đó, nhiều khi cái đó là họ đóng kịch cái bề ngoài. Từ mình cái cũng kịch, không biết phải không chị? Từ cái kịch ở bên ngoài lắm. Thì họ sống riết rồi họ không có chịu đựng được bằng cái sự giả tạo. Cái hạnh phúc giả tạo đó, thì một ngày kia họ chia tay. Thì trường hợp đó chị cũng có những cặp gia đình cũng là bạn bè quen. Nhiều khi cái chị nói, ô trời ơi, thấy anh chị hạnh phúc quá. Mà tại không thể nào đó Minh Du cũng muốn ước ao được như vậy, vì trong suốt cuộc đời của Minh Du chưa bao giờ Minh Du thấy được cái hạnh phúc giống như hai người như vậy. Thì tại vì chị biết có những cái cặp mà em quen á, nghĩa là khi mà mình nhìn hai người đó với nhau mình cứ tưởng là họ đã lấy nhau mấy chục năm nay rồi, nhưng mà họ quấn quýt với nhau đó. Mình cứ tưởng như là họ vẫn còn là tình nhân vậy đó. Nghĩa là lúc nào cũng e ấp, lúc nào cũng lo lắng cho nhau từng chút một trước mặt mọi người. Thì mà tự nhiên cái đùng một cái đưa ra một cái tin là bỏ nhau rồi. Thì cái câu chuyện đó chị cũng biết, thì có cái chị bạn mà chị đang kể tiếp tục á, thì chị mới nói chứ thấy vậy chứ không phải vậy đâu Minh Du ơi, ở trong chăn mới biết chăn có rợn. Thì cũng khó nói chị, thì cũng là khó nói. Thành ra là Minh Du nghĩ là cái true love nó quan trọng lắm. Tại vì trong cái tình yêu, cái hạnh phúc do chính mình quyết định. Mà nếu mà mình thật sự mình yêu nhau đó, thì trong cái sự đau khổ nó cũng có cái hạnh phúc ở trong đó. Trong cái sự nghèo túng mình thấy có hai vợ chồng họ rất nghèo nhưng mà họ rất là hạnh phúc. Là vì sao? Họ yêu nhau và họ bảo bọc cho nhau, thì cái điều đó hạnh phúc. Có những gia đình mà Minh Du thấy rằng càng giàu có lại càng không thấy hạnh phúc. Thành ra tiền bạc chưa hẳn là cái mục đích để đem tới hạnh phúc cho con người. Thành ra cái quan trọng là chúng ta có nhìn thấy nhau không? Có cái sự thông cảm, có cái sự thấu hiểu nhau đó. Thì em nghĩ cái đó là một cái basis, nghĩa là một cái chính để mà giữ hai người lại với nhau. Em nghĩ là như vậy. Chứ còn tiền bạc thì tiền nó tới thì tiền nó lại đi thôi. Đúng rồi. Đúng không chị? Đâu có nhiều người họ lấy nhau là vì cái quan trọng cái bề ngoài, cái tiền bạc. Thành ra với lại cái danh vị nữa, cái danh vọng nữa. Thành ra khi đi ra ngoài thì người ta lại giữ cho nhau vì cái danh vị. Nhưng mà về vừa bước vô nhà thì lại không có còn gì hết. Tức là mọi sự là nó ở bên ngoài thôi. Thì cái đó nó sẽ cũng không bao giờ là một hạnh phúc lâu bền hết. Nó rất là quan trọng là ở chỗ tình yêu. Cả hai đều phải có cùng nhau nhìn về một hướng. Cùng một cái hướng. Nhưng mà em thấy khó quá chị ơi. Tại vì em thấy là nhiều khi, nhất là những cái cặp mà đã ở với nhau lâu đó, thì thường có thể là khi mà trong qua một cái thời gian, mỗi người có thể lớn lên trong một cái chiều hướng khác nhau, cái sự suy nghĩ nó khác nhau. Thì có lẽ là khi mà người ta lấy nhau lúc người ta còn trẻ thì cái mắt nhìn nó giống nhau. Nhưng mà tới khi mình lớn tới một cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời của mình, nếu mà mình lucky, nghĩa là mình hên á, mà hai người cùng lớn lên hoặc là cùng suy nghĩ giống nhau đó, mature level mà bầu giống nhau thì nó tốt. Nhưng mà cái trường hợp mà nếu mà mỗi người ấy thì cũng khó, chị thấy không? Cái đó mỗi người lớn lên một có một cái ý nghĩ riêng của mình. Nhiều khi nói cái đó nó cũng là cái duyên phận hay là đúng cái rồi, gì em đó nhiều khi nó thì cũng trong là cái duyên phận. Chỉ có một cái bài hát chị nói về cái hạnh phúc, hình như là lúc nào ta cũng mơ được cái hạnh phúc đó hết. Thì cái bài hát đó là Khân có thể giới thiệu bài hát đó. Dạ vâng, sau đây người thân xin mời quý khán thính giả thưởng thức nhạc phẩm Đi tìm hạnh phúc, nhạc và lời của chị Minh Du Đà Lạt qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diệu Hiền và nam ca sĩ Hoàng Quân. Mời quý khán thính giả thưởng thức.
sau đây. Một đời ta sống bao lần hạnh phúc, một ngày ta chết mang theo được gì? Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si. Một đời ta sống ước mơ thiên đàng, một ngày ta chết địa ngục thở than. Thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian, thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian. Ta đi đi tìm hạnh phúc, một đời ta tìm tìm trong vô vọng. Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa. Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn. Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa. Một đời ta sống bao lần ích kỷ, một ngày ta chết chỉ còn khinh khi. Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si. Một đời ta sống gánh bao nhiêu sầu, một ngày ta chết mang nặng khổ đau. Khổ đau hạnh phúc tựa tâm ta, khổ đau hạnh phúc tựa tâm ta. Tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm
mãi đâu xa, khổ đau hạnh phúc tựa tâm ta, khổ đau hạnh phúc. Quý thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Đi tìm hạnh phúc, cũng đây là một cái sáng tác nhạc và lời của Minzu Đà Lạt qua hai giọng ca là Hương Giang và Hoàng Quân. Lúc nãy Minzu quên để chữ là Diệu Hiền là sai. Là Hương của Giang, ca sĩ Hương Giang và Hoàng Quân. Trở lại với Nguyệt Hân. Dạ vâng. À, bây giờ em hỏi chị mà chị kiếm cái hình ở đâu mà cái con devil sao nó giống em quá, cái tóc nó nguyên cái em á, kỹ đó là sân si đó, khi mà mình sân si đó là Minh Du thấy tìm cái hình ảnh là khi sân si là tự nhiên mình trở thành giống như là ác quỷ vậy đó, tại vì có sừng và đúng cái tay nó mặc lên giống như là quỷ dưới địa ngục. Thì trong cái câu chuyện này thiên đàng địa ngục, khi mà chúng ta sống ai cũng ước mơ được chết khi được lên thiên lên đàng, thiên đàng. Đúng rồi. Ê, đúng không? Cả Nguyệt Hân, cả chị cũng vậy, lúc nào ai cũng vậy, và khi sống lúc nào cũng ước mơ hạnh phúc hết. Thì từ cái ước mơ hạnh phúc, nhiều khi mình cũng trở thành sân si không? Khi mình thấy người khác họ hạnh phúc hơn mình. Nhưng mà rồi mình ước mơ thiên đàng, nhưng mà khi chết mình có được lên thiên đàng hay không? Cái này không biết rồi nhỉ. Trong cái câu có là thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian. Đúng rồi, tại vì nếu mà mình lúc nào nếu mà mình kiếm được cái hạnh phúc với chính mình thì cái đó là thiên đàng rồi. Thì đúng vậy. Nếu đó. Mà mình sống mà một cuộc sống mình vui vẻ, rất là bình thường, một giấc mơ bình thường. Chỉ cần mà một chút nào nó vui thì trong này á là Ngọc Hân thấy chị đưa lên hình tượng là người mẹ ôm con. Dạ. Cái đó là không biết Ngọc Hân như thế nào, hoặc biết quý khán giả như thế nào, chứ với Miền Dung mà thấy là cái hình ảnh người rất mẹ mà ôm con, mà chơi rất với con và nụ cười của con thì cái đó là một hạnh phúc tuyệt vời. Dạ vâng. À, em coi cái clip đó em có cái hình ảnh em cũng nhớ là cái lúc mà các con em còn bé đó thì em không biết là chị với lại khán giả nghĩ như thế nào, nhưng mà cái thời gian mà mình nursing á, nghĩa là mình nuôi con cái lúc mà nó còn bé xíu, nó trong tháng đó, cho con bú. Dạ vâng, nghĩa là nhưng mà vào ban đêm, cái giờ đêm đó là mình cho con ăn cái giờ đêm đó. Thì cái thời gian em rất là thích, là tại vì cái lúc đó cái không gian nó yên lặng lắm, không có ai hết, chỉ có mình với đứa con mình thôi. Mình ấm nó trong tay, mình nhìn cái ánh mắt nó cười, nó nhìn nó, nghĩa là nó theo dõi mình. Thì em thấy cái thời gian đó em rất là enjoy. Cái đó là cái hạnh phúc mà mình thấy mình an nhất. Em không có rồi, thấy một không có chuyện gì hết. Thì không có lo lắng gì hết. Đó là đúng như là Miên Du đã bỏ những cái hình ảnh, tại vì cái trong câu mà hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an là lúc đó mình có những cái đứa con mình nó mới 1-2 tuổi, nó chạy nó nhảy, và lúc đó mình dạy con mình hạnh phúc của nó. Mình dạy con mình tập đi, lúc đó mình dạy con tập đi, tập đứng, rồi dạy con nói. Thì cái đó là với cái không biết quý khán thính giả nói sao, mà với Miệt Hân cũng đồng ý với chị nha, thì làm như thấy điều đó nó hạnh phúc lắm. Phải nói em rất nghĩ là đa số những vị cha mẹ thì thấy con mình nó khỏe khoắn, nó vui chơi, nó hạnh phúc, cái nét cười của nó không là nó đã mang cái hạnh phúc đến cho mình rồi, đúng không chị? Thành ra trong cái hạnh phúc tất cả đều cũng do chính ta hết. Thì rồi. Trong Rắc Mi Du có nói là hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn. Thì khi mà mình làm những công việc nào mà mình giúp người nghèo khổ thì cái đó cũng là cái hạnh phúc do mình chọn lựa. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin dừng lại đây trong giây lát qua phần quảng cáo. Quý vị theo dõi chúng phần tôi sẽ quảng cáo trở lại sau.